Kính chào quý vị đang đến với bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của thành phố và cả nước. Các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục nỗ lực truyền tải những thông tin nóng hổi, đa chiều, định hướng thông tin dư luận khách quan, đúng đắn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới, từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến thăm, động viên và ghi nhận những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền của tập thể Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải phóng. Đến thăm Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nỗ lực đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng chương trình theo hướng đi vào chiều sâu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phóng viên, biên tập viên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong 46 năm qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước và phục vụ khán giả ngày càng tốt hơn. Bên cạnh nội dung chính luận đáng tin cậy, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của khán giả truyền hình cả nước, thực hiện tốt mục tiêu định hướng và giáo dục truyền thống và thẩm mỹ. Ngoài hệ thống truyền hình truyền thống, các chương trình của HTV còn chú trọng đầu tư công nghệ, đổi mới hình thức thể hiện, sản xuất chương trình trên hạ tầng nội dung số trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay là thời điểm đầy thách thức khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. HTV là đơn vị báo chí đầu tiên phát động chiến dịch quyên góp ủng hộ mua vaccine, cũng như hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thể thao, giải trí phong phú, hấp dẫn và chất lượng, được khán giả truyền hình đánh giá cao, từ đó nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Tôi đánh giá cao cái việc mà thời gian qua các đồng chí đã truyền thông, thông tin, truyền hình thực hiện mục tiêu kép của thành phố. Chính phủ trong thời gian qua đã đề ra chủ trương mục tiêu kép, thì Đài Truyền hình này trong giai đoạn hiện nay các đồng chí đang thực hiện chủ trương của trung ương, của Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu kép. Cho nên Thành phố Hồ Chí Minh đã khó khăn nhưng mà đã có sự tăng trưởng dương, và do chúng ta kết hợp tốt, mà gần đây hiện nay để các đồng chí đang thúc đẩy rất mạnh cái này. Rồi hay là gần nhất là các đồng chí là đơn vị đầu tiên khởi xướng việc mua vaccine phòng chống dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động, thì các đồng chí đã làm một cái chương trình mua vaccine chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Cái này rất cần thiết để chúng ta chủ động hơn, đóng góp tốt hơn, thì những cái đơn vị, những cá nhân, những tập thể hỗ trợ có vaccine cùng cả nước thì phải ra một điển hình rất tốt. Phải hết sức là tuyên truyền cho mọi người dân nâng cao cảnh giác, mọi lúc mọi nơi thực hiện nghiêm các nguyên tắc, những cái khuyến cáo về phòng và chống COVID-19. Với tinh thần là chúng ta xem như là có dịch để chúng ta không được chủ quan tự dẫn bệnh. Mà làm được điều này là không chỉ chính quyền hay là các cơ quan chức năng mà phải từng người dân. Đồng chí Chủ tịch nước cũng từng nói chúng ta là mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch, thì chúng ta mới có thể bảo đảm được an toàn. Thứ hai là chúng ta phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, làm tốt theo cái chương trình kế hoạch đề ra để mà bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự là một cuộc ngày hội của toàn dân. Thì chúng tôi muốn gửi gắm cái tình cảm, cái tâm tư, cái trách nhiệm này để các đồng chí truyền tải những cái thông điệp, những cái tình cảm đó để cho người dân chúng ta chia sẻ cái trách nhiệm và biến cái niềm tự hào đó thành những cái hành động cụ thể của mình, thực hiện cho được những cái khát vọng, những cái gì đó để xây dựng thành phố chúng ta phát triển đúng như sự mong muốn của lãnh đạo và của chính quyền nhân dân thành phố này. Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, nỗ lực tuyên truyền kết quả thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục phát huy thế mạnh và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn của đài trong bối cảnh truyền thông số hiện nay. Đến thăm báo Sài Gòn Giải phóng, với lợi thế là tờ báo đảng của trung tâm kinh tế của cả nước, với quy mô 3 bản báo giấy và 4 ấn phẩm điện tử xuất bản mỗi ngày,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kỳ vọng báo Sài Gòn Giải Phóng luôn giữ vững mục đích tôn chỉ, phấn đấu nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng tuyên truyền và giáo dục chính trị, tiếp tục là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng và nhân dân. Phát triển kinh tế xã hội chưa xứng tầm với vai trò vị trí tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc gì chưa làm được, thành phố phải đề xuất giải pháp, tạo tiền đề mới để phát triển. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sáng qua. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng tham dự buổi làm việc. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, 4 tháng đầu năm nay, tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng so với cùng kỳ 2020. Với quyết tâm cao nhất, thành phố xác định phòng chống dịch COVID-19 là cuộc chiến thật sự, đồng thời nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu của những tháng đầu năm nay là ổn định kinh tế xã hội, hướng đến tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thì thành phố đã kiểm soát được dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn GDP quý 1 năm 2021 đạt 329.600 tỷ đồng, tăng 4,58% so với cùng kỳ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà Thành phố Hồ Chí Minh đạt được, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đồng thời nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thể hiện rõ qua tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ những tháng đầu năm chiếm đến hơn 60%. Về cái phòng chống và khắc phục hậu quả COVID-19. Chúng ta cũng là một cái địa phương mà làm rất tốt cái này, mặc dù là cái nguy cơ chúng ta rất là cao, nhưng mà cái thành tích của các chí và cho đến giờ này mà các chí kiểm soát được, đạt được cái mục tiêu kép, thì có thể nói là cái thời gian qua ngay cái cơ cấu kinh tế của chúng ta đạt rất tốt, trên 60% là dịch vụ, cơ cấu theo hướng đi theo chiều sâu. Bên cạnh những thành quả đạt được, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn trình bày những vấn đề còn tồn tại, gây áp lực lên sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, Thủ tướng đã có ý kiến về 5 nhóm đề xuất kiến nghị của thành phố, gồm xây dựng nghị định mới thay thế nghị định 93 của Chính phủ nhằm sửa đổi bổ sung một số nội dung về phân cấp phân quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm kiến nghị về đầu tư xây dựng công giai đoạn 2021-2025. Các kiến nghị liên quan đến thành phố Thủ Đức như cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố Thủ Đức, các kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đô thị của thành phố Hồ Chí Minh và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội, trong đó có nội dung về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 là 23%. Cái gì vướng mắc của Quốc hội? Cái thứ hai là phân cấp phân quyền. Cái gì mà thành phố Hồ Chí Minh làm tốt hơn chính phủ thì là như là sẵn sàng giao cho thành phố Hồ Chí Minh. Cái lớn nhất là cái đồng chí tỷ lệ điều tiết, tinh thần là ủng hộ tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh, và cái ủng hộ tối đa này vừa là khuyến khích nhưng vừa là trách nhiệm. Khi ta ủng hộ cái này thì thành phố Hồ Chí Minh cố gắng tập trung cho 3 cái đột phá chiến lược, cân nhắc các cái dự án cụ thể. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trước mọi thách thức, thành phố luôn nỗ lực vượt qua những vấn đề còn tồn động nhưng vượt quá thẩm quyền, rất cần sự đồng hành tháo gỡ từ chính phủ và các bộ ngành trung ương. Trên tinh thần những đề xuất mà Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, các thành viên chính phủ đã họp và sẽ tiếp tục nghiên cứu các nội dung mà hai bên cùng quan tâm để cùng giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị, hôm qua các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 3 gồm ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Tri Thức, bác sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Kim Tuyền, giảng viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Phong, thẩm phán cao cấp, thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trịnh Chí Cường, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đại Đồng Tiến đã tiếp xúc cử tri quận 11. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên, cử tri đánh giá cao trình độ chuyên môn, bề dày kinh nghiệm trong công tác. Cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai các chương trình hành động đúng như ứng viên đã cam kết, qua đó thể hiện được trách nhiệm xử lý những khúc mắc của cử tri đối với các vấn đề liên quan đến đảm bảo môi trường sống tốt, phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân vượt qua ảnh hưởng trước diễn biến của dịch COVID-19. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri tại quận 6 và huyện Bình Chánh. Đơn vị 8 gồm bà Thu Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Văn Lẫm, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7, ông Tăng Phước Lộc, Phó trưởng ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh. Cử tri quan tâm và bày tỏ sự ủng hộ các chương trình hành động của ứng cử viên về phụ nữ và trẻ em, cải cách thủ tục hành chính, chương trình đổi mới giáo dục, các chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho công nhân, người lao động. Riêng về diễn biến dịch COVID-19, cử tri nhấn mạnh, đây là cuộc chiến lâu dài nên rất cần các ứng cử viên, dù trên cương vị nào cũng nỗ lực cùng các cấp, các ngành, chung tay kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Đơn vị bầu cử số 2, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thủ Đức. Đơn vị 2 gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Thanh Bình, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Thành ủy viên thành phố Thủ Đức, Bí thư Thành đoàn thành phố Thủ Đức, ông Trần Quang Lâm, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Thạch Nghi Xuân, Phó trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung nhấn mạnh nỗ lực truyền đạt những vấn đề mà người dân quan tâm, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực đưa thành phố Thủ Đức sớm phát triển trở thành thành phố của khoa học công nghệ. Cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai các chương trình hành động đúng như ứng viên đã cam kết. Đơn vị bầu cử số 10 ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 8. Đơn vị 10 gồm bà Lý Thị Phương Nhanh, Bí thư Đảng ủy phường 5 quận 8, tu sĩ Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và ông Tăng Chí Thượng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, nhất là ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, tội phạm. Các ứng cử viên tiếp thu ý kiến của các cử tri, đồng thời cảm ơn cử tri đã tin tưởng gửi gắm những tâm tư, tình cảm và chia sẻ, dù trúng cử hay không, sẽ làm hết trách nhiệm và trong thẩm quyền của mình để có hướng giải quyết tốt nhất. Đơn vị bầu cử số 11 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri tại quận 10. Đơn vị 11 gồm 5 ứng cử viên: ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Phúc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận 10, ông Mai Nhật Phương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 7, quận 10, ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy, quận 10. Sau khi lắng nghe phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, cải cách hành chính và đặc biệt là vấn đề an ninh trật tự của người dân trên địa bàn quận. Các cử tri cũng kỳ vọng, với chương trình hành động của mình,
Các đại biểu sẽ tiếp tục lắng nghe sâu sát tình hình các vấn đề còn tồn động của quận 10, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị của thành phố. Đơn vị bầu cử số 20 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp. Đơn vị 20 gồm ông Nguyễn Kim Hiếu, Phó trưởng Ban tuyên giáo quận ủy quận Gò Vấp, ông Cao Anh Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Lưu Tiến, quận ủy viên, Bí thư quận đoàn, Giám đốc Nhà thiếu nhi quận Gò Vấp, bà Võ Thị Trung Trinh, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung nhấn mạnh đến tâm huyết, đóng góp liên quan đến năng lực công tác, sở trường của từng ứng cử viên. Nếu được bầu chọn, các ứng cử viên cam kết sẽ thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, truyền đạt nguyện vọng về các vấn đề cử tri quận Gò Vấp quan tâm như xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhân ái nghĩa tình, chính sách giáo dục cần sát với yêu cầu thực tiễn, các vấn đề liên quan đến môi trường sống, chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết F0 cho toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nuôi bệnh trong bệnh viện. Hết hôm qua, nhiều mẫu xét nghiệm đã âm tính. Toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhập nội trú mới cũng được bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Tại bệnh viện Gia Liễu, khoảng 549 mẫu xét nghiệm đã được lấy cho toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nuôi bệnh nội trú. Tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gần 1.000 mẫu được lấy từ 10 giờ đêm ngày 12 tháng 5. Tại Bệnh viện Hùng Vương, chỉ trong một đêm, 1.900 mẫu đã được lấy. Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, 489 mẫu xét nghiệm được lấy đêm 12 tháng 5 đã có kết quả âm tính. Tiếp tục đến sáng qua, bệnh viện thực hiện thêm 570 mẫu xét nghiệm. Làm trong đêm luôn, xử lý kết quả trong đêm. Thì sáng nay là 100%. Các cái đối tượng mà được lấy mẫu hôm qua thì là được đều âm tính lần một. Đó là một cái sự an toàn cho không sao chẳng những riêng cho mình, cho quý bác sĩ của bệnh viện mà cũng như là cho toàn bộ những bệnh nhân đến khám bệnh viện cũng như là cho cả thành phố. Đây là hoạt động được chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu phòng ngừa, sàng lọc nguy cơ lây nhiễm bệnh trong bệnh viện và cộng đồng. Trước khi lấy mẫu, các bệnh viện cũng giải thích kỹ càng cho bệnh nhân, tránh tâm lý hoang mang hoặc tin đồn không căn cứ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho tạm dừng nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở, hàng quán còn được phép hoạt động. Thế nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Do vậy, việc kiểm soát công tác phòng chống dịch của các hàng quán đang được lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bàn ghế san sát không giữ khoảng cách, nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang, quán ăn này trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh vẫn vô tư khi Thành phố Hồ Chí Minh đã có yêu cầu về các quy định phòng chống dịch ở cơ sở dịch vụ ăn uống. Quận kiểm tra mà phân tích và góp ý cho tôi vậy thì từ đây về sau thì tôi vẫn để bàn cách ra là 2 mét. Tất cả nhân viên là chủ quán ở quán này thì tôi cũng bắt buộc đeo khẩu trang hết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường hát với nhau và nhiều loại hình dịch vụ giải trí làm đẹp, thể dục thể thao trong nhà. Các nhà hàng quán ăn vẫn được phép hoạt động nhưng phải giảm lượng khách, thực hiện giãn cách 2 mét giữa các bàn và nhiều biện pháp phòng chống dịch khác. Tại quán ăn mà có được một khoảng cách như vậy, mà ngồi mà được sát trùng trước xong đi vô quán em cũng yên tâm. Thế nhưng trên thực tế, việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch của một số cơ sở kinh doanh vẫn chưa nghiêm túc. Điển hình như vụ nhà hàng The King trên đường Lê Lai, quận 1, bất chấp lệnh cấm, vẫn tổ chức cho khách tụ tập hát karaoke. Việc đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở hàng quán không chỉ cần ý thức của chủ cơ sở, nhân viên và người dân, mà còn cần công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của cơ quan chức năng. Vừa kiểm tra các cái cơ sở tạm dừng đã chấp hành đúng hay chưa. Trong quá trình kiểm tra mà các cơ sở không chấp hành thì đối với đoàn tôi cũng sẽ có cái xử lý đúng theo quy định. Cảm thấy hôm nay cơ quan chức năng đã kiểm tra rất cả đầy đủ cũng như là giúp đỡ chúng tôi hoàn thành và bản thân chúng tôi cũng yên tâm hơn trong cái mùa dịch đang căng thẳng. Hiện các hàng quán dù được phép hoạt động nhưng vẫn là điểm nguy cơ cao.
sự chủ động chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của các cơ sở, cùng sự kiên quyết trong công tác quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng sẽ giúp dịch bệnh sớm được kiểm soát và ngăn chặn. Liên quan đến ca bệnh 3634 là ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hasinco. Hôm qua, Hasinco đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Nội vụ tạm thời đình chỉ chức vụ của ông Thanh để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc vi phạm quy định phòng chống COVID-19. Dù trở về từ vùng dịch nhưng ông Thanh và vợ không khai báo y tế và đã tiếp xúc sinh hoạt, làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người. Hậu quả là rất nhiều địa điểm đã bị phong tỏa, cùng hàng trăm F1 phải cách ly vì sự kém ý thức của vợ chồng ông. Tòa nhà Hồ Gươm Plaza Hà Đông, nơi ở của bệnh nhân COVID-19 là F1 của bệnh nhân giám đốc công ty Hasinco, đã bị phong tỏa toàn bộ. Người dân sống ở đây không được phép ra khỏi tòa nhà, chỉ có thể nhận đồ ăn giao đến qua một chiếc bàn được đặt tại thang lên tòa nhà. Cũng chỉ có kính này, cả chỉ cách 2 mét, cả chỉ để ở bàn, chị cũng không giao trực tiếp. Công ty cổ phần Đá Quý và Vàng Hà Nội cũng phải đóng cửa và giám sát chặt chẽ sau khi bệnh nhân 3634 tới dự đại hội cổ đông ở đây. Tòa nhà Center Point tại đường Lê Văn Lương, nơi ở của vợ chồng giám đốc cũng bị phong tỏa. Trước khi dương tính, hai vợ chồng đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Nhiều ý kiến bức xúc về ý thức của cặp vợ chồng bệnh nhân này. Chắc chắn là ý thức kém, mà một người mà có trình độ lên đến chức giám đốc rồi mà không thể hiện như thế thì đúng là kém. Nhiều địa điểm tại Hà Nội và Đà Nẵng phải phong tỏa do liên quan đến cặp vợ chồng bệnh nhân giám đốc này. Rõ ràng, ý thức kém và không tự giác cách ly của hai bệnh nhân này đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh và sức khỏe của những người xung quanh. Thông tin cập nhật, bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó một ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 29 ca còn lại ghi nhận trong nước tại các khu vực đã được cách ly phong tỏa. Như vậy, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 712 ca. Để đảm bảo an toàn, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Theo mời quý vị cùng theo dõi chung một điểm báo. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đạt 17,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, gạo và hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm nhưng nhờ giá bán tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng. Nhiều chuyên gia nhận định khả năng sau khi đại dịch được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu mua bán sẽ tăng đột biến trở lại. Tuy nhiên, trước mắt, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường. Thay vì lo sợ, doanh nghiệp đã từng bước học cách sống cùng với nó. Xuất khẩu năm nay hứa hẹn sẽ bùng nổ với hàng loạt chính sách mở rộng thị trường, các chiến lược bán hàng khác nhau tiếp tục đem lại mức tăng trưởng lạc quan. Thành phố Hồ Chí Minh đấu thầu khai thác xe buýt đang khởi sắc là bài viết đáng chú ý trên báo Pháp Luật. Theo đó, việc tổ chức đấu thầu các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố sẽ phát huy được tính cạnh tranh trong việc đảm nhận dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, khuyến khích những nhân tố mới tham gia vào lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, với mục tiêu ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và sử dụng hiệu quả ngân sách của thành phố. Chính vì vậy, mới đây, thành phố đã đấu thầu thành công 4 tuyến xe buýt là số 01, 15, 65 và 152. Trong giai đoạn 2022-2023, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu thầu toàn bộ các tuyến còn lại nhằm hoàn tất công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực đảm nhận. Trong khi giá bán các sản phẩm chăn nuôi giảm, giá thức ăn chăn nuôi liên tục được các công ty tăng, khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nhiều người chăn nuôi gia cầm lỗ nặng vì giá bán dưới giá thành sản xuất. Dự kiến giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới do giá nguyên liệu trên thế giới vẫn có xu hướng tăng lên. Giá thức ăn chăn nuôi quyết định tới 65-70% giá thành sản xuất. Nhiều chuyên gia nông nghiệp cho rằng cơ quan quản lý cần có những giải pháp căn cơ để đảm bảo ổn định chăn nuôi. Nếu không, tình trạng nông dân bỏ đàn, giảm đàn sẽ xảy ra và nguy cơ sẽ thiếu thịt trong những tháng cuối năm. Ngày 12 tháng 5 theo giờ địa phương, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu kín, loại bà Liz Cheney khỏi vị trí lãnh đạo cấp cao trong đảng vì những phát ngôn chống cựu Tổng thống Donald Trump gây chia rẽ nội bộ đảng. Quyết định này được đưa ra 18 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng. Tối ngày 11 tháng 5, bà Cheney đã có một bài phát biểu đầy thách thức ở Hạ viện, cảnh báo các đồng nghiệp về việc một cựu Tổng thống tiếp tục khiến hàng triệu người Mỹ hiểu lầm và hoài nghi về tính chính trực của cuộc bầu cử.
Theo kết quả bỏ phiếu, bà Liz Cheney, một nghị sĩ bảo thủ ở bang Wyoming và là con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney, không còn là nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nữa. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy và nhân vật số 2 của đảng là Steve Scalise đều bày tỏ ủng hộ một nhân vật ôn hòa là bà Elise Stefanik lên thay thế bà Cheney. Bà Stefanik cũng là một người ủng hộ ông Trump. Ngày 13 tháng 5, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ giải quyết các mối quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhấn mạnh tới tầm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định bản chất quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ-Trung dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và cùng thắng. Chính vì thế, việc đơn phương áp đặt thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Mỹ và Trung Quốc cần giải quyết những quan ngại hợp lý thông qua đối thoại và đàm phán dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng bác tin nước này cân nhắc thay thế người đứng đầu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Sau khi có tin, đại diện thương mại Mỹ chuẩn bị gặp phía Trung Quốc nhằm đánh giá việc thực thi thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn 1. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ có thông báo cụ thể hơn ở thời điểm phù hợp. Hàn Quốc ngày hôm qua công bố kế hoạch đầu tư hơn 450 tỷ đô la Mỹ vào ngành công nghiệp sản xuất chip để chạy đua với Trung Quốc và Mỹ. Theo kế hoạch này, sẽ có 153 công ty hợp tác để thúc đẩy ngành sản xuất chip của Hàn Quốc trong thập kỷ tới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến khích ngành công nghiệp này bằng việc giảm thuế, giảm lãi suất, nới lỏng các quy định, cung cấp đầy đủ các nguồn tài nguyên. Ngoài ra, kế hoạch này cũng bao gồm mục tiêu đào tạo 36.000 chuyên gia về chip từ năm 2022 đến năm 2031. Samsung Electronics sẽ xây dựng một dây chuyền sản xuất tập trung vào sản xuất chip nhớ và chip xử lý tại các nhà máy ở Pyeongtaek và Hwaseong, còn SK Hynix sẽ thành lập một cơ sở mới có quy mô lớn ở Yongin. Theo Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, xuất khẩu chip của nước này dự kiến sẽ tăng lên 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trước Hàn Quốc, Mỹ đã công bố kế hoạch 50 tỷ đô la dành cho nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn, trong khi Trung Quốc cũng đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực này để hạn chế dần sự phụ thuộc vào nguồn cung từ các nước phương Tây. Chiều ngày 13 tháng 5, một nhà máy điện ở phía nam Đài Loan, Trung Quốc đã gặp sự cố, ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình trên khắp hòn đảo này. Sự cố xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ở 4 máy phát điện tại nhà máy điện Sinta ở phía nam thành phố Cao Hồng. Để đảm bảo an toàn lưới điện, công ty điện lực Đài Loan đã phải cúp điện luân phiên từng khu vực, làm ảnh hưởng đến gần 8,5 triệu hộ gia đình. Theo một số báo cáo ban đầu, việc mất điện đã khiến ít nhất một người bị mắc kẹt trong thang máy và làm gián đoạn cuộc họp giao ban hàng ngày về tình hình dịch bệnh của chính quyền Đài Loan. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã phải tổ chức một cuộc họp báo và xin lỗi về sự cố này và cho biết sẽ cố gắng hoàn tất việc sửa chữa trước 9 giờ 40 phút tối cùng ngày. Lần cuối cùng, Đài Loan bị mất điện trên diện rộng là vào năm 2017. Sự cố đã ảnh hưởng đến khoảng 6,68 triệu hộ gia đình và khiến người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan phải từ chức. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.